Chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News và hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Chỉ mới cách đây vài ngày thì người dân tại các chung cư cao tầng ở Hà Nội vừa trải qua một cảm giác vô cùng hoang mang khi mà họ cảm nhận được rõ ràng sự rung lắc từ rung chấn động đất xảy ra ở biên giới Lào và Thái Lan. Thì đến khoảng 7 giờ sáng nay, người dân tại các chung cư cao tầng ở Hà Nội lại tiếp tục cảm nhận được sự rung lắc, đồ vật di chuyển nhẹ cùng với đó là cảm giác chóng mặt. Được biết thì đây là rung chấn từ trận động đất ở Cao Bằng. Vào lúc 7 giờ sáng nay ngày 28 tháng 11, người dân tại các tòa nhà cao tầng ở Hà Nội tiếp tục trải qua cảm giác hoang mang khi mà họ lại cảm nhận được sự rung lắc và chóng mặt từ động đất. Được biết, đợt rung chấn động đất này không đến từ biên giới Lào, Thái Lan như cách đây vài ngày mà đến từ Cao Bằng. Đây là trận động đất lần thứ 3 trong vòng một tháng qua ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng khiến Hà Nội rung chấn. Viện Vật lý Địa cầu thông báo, 6 giờ 49 phút sáng nay, động đất 4,7 độ xảy ra tại xã Phong Châu, huyện Trùng Khánh, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng, anh Hoàng Văn Ken nghe tiếng động từ ngọn núi Xá Lìn phía sau nhà, chạy ra ngoài thấy đá trên đỉnh lăn ầm ầm xuống chân núi. Anh Ken cho biết, trong trận động đất 3 hôm trước, đất đá cũng lăn xuống núi rất nhiều. Rung chấn từ trận động đất đã lan xuống thủ đô Hà Nội, cách Cao Bằng khoảng 300 km. Anh Nguyễn Nam Phong, sống tại tầng 17, chung cư trên đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, thấy một số đồ vật trong nhà rung lên, người chao đảo. Anh Phong cho biết, ban đầu tôi tưởng bị choáng vì mới ngủ dậy, sau đó hỏi vợ đang trong bếp thì cũng có cảm giác tương tự. Sống tại tầng 14, chung cư Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, anh Lê Văn Phương cũng bị chóng mặt. Tôi nhìn chai nước để trên mặt bàn rung rinh, đoán ngay có động đất vì mấy hôm trước cũng đã xảy ra hiện tượng như vậy. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu, đánh giá trận động đất này có cường độ nhẹ, tiệm cận trung bình nên chỉ những người sống trên tòa nhà cao tầng ở Hà Nội mới có thể cảm nhận được rung chấn. Trước đó thì vào ngày 25 tháng 11 đã xảy ra hai trận động đất liên tiếp vào lúc 8 giờ 18 và 10 giờ 56 tại huyện Trùng Khánh, Cao Bằng với độ lớn lần lượt là 5,4, độ sâu chấn tiêu 14 km và 3,8, độ sâu khoảng 10 km. Lúc 12 giờ 31 cùng ngày, trận động đất 2,8 độ đã xảy ra tại khu vực tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Hồng Phương, Phó giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu cho hay, việc liên tiếp xảy ra động đất từ lớn cho đến nhỏ dần tại Cao Bằng vài ngày qua là đúng với quy luật và không có gì bất thường. Đây là quy luật của động đất không bao giờ xảy ra đơn lẻ cả, bao giờ nó cũng có một trận kích động chính, sau đó kèm theo các dư chấn và các dư chấn thì bao giờ nó cũng nhỏ hơn so với trận động đất chính và nó nhỏ dần cho đến khi nó tắt. Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Chúng mình là S News, đừng quên like và subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. We'll be right back.